Sáng nay, ngày 25 tháng 6, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Cảnh và các sở ngành liên quan. Báo cáo với đoàn về công tác phòng chống dịch tả trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Long An hiện có tổng đàn heo hơn 190.000 con, 43 cơ sở giết mổ, mỗi ngày giết mổ khoảng 4.500 con một đêm, xuất đi thành phố Hồ Chí Minh khoảng 3.500 con mỗi đêm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực quan tâm, chỉ đạo điều hành quyết liệt bằng nhiều giải pháp, nhưng đến đầu tháng 6 vừa qua, ổ dịch đầu tiên cũng đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch, nhất là về nhân sự, vấn đề kiểm soát lượng heo sống ra vào tỉnh. Theo đó, tỉnh Long An đề nghị Trung ương sớm ban hành quyết định về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả heo châu Phi. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét quy định chặt chẽ kiểm dịch, xuất nhập của tỉnh và kiểm soát nội tỉnh, đồng thời cấp cho tỉnh 30.000 lít thuốc sát trùng thực hiện công tác tiêu độc khử trùng. Nhận định tình hình dịch bệnh khu vực phía Nam sẽ còn diễn biến phức tạp, mức lây lan nhanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Hiển đề nghị cấp ủy đảng phải vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Các trạm kiểm soát phải siết chặt, sát trùng phương tiện ra vào khu vực có dịch. Đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp phòng bệnh duy nhất hiện nay là việc chăn nuôi an toàn sinh học. Mới đây, tỉnh Long An đã phát hiện thêm ổ dịch tả heo châu Phi tại huyện Bến Lức. Đây là địa phương thứ ba của tỉnh phát hiện dịch bệnh. Sau huyện Đức Hòa và thị xã Kiến Tường, huyện Bến Lức cùng lúc phát hiện 3 ổ dịch ở 3 hộ chăn nuôi thuộc các xã Lương Bình, Thanh Phú và Phước Lợi. Các hộ chăn phát hiện dịch bệnh đều là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ước tính ban đầu số lượng tổng đàn của các hộ này vào khoảng 120 con.